Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hội nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 4, hy vọng là những thông tin chúng tôi cập nhật cũng là những điều quý vị quan tâm. Các địa phương chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm cả nước giãn cách xã hội. Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Trung tâm Y tế Huyện Đất Đỏ chế tạo tấm ngăn giọt bắn hạn chế sự lây nhiễm virus COVID-19. Nông dân áp dụng công nghệ và xử lý môi trường trong chăn nuôi ở Châu Đức. Đầu tiên là những thông tin vừa được ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc và chính quyền xã Xuyên Mộc tổ chức khởi công xây dựng nhà nghĩa tình quân dân cho hộ gia đình chiến sĩ dân quân địa phương có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hộ gia đình được xây hỗ trợ nhà nghĩa tình quân dân là gia đình bà Lê Thị Phấn, ngụ xã Xuyên Mộc. Gia đình bà Phấn là người dân tộc Châu Ra, thuộc diện hộ khó khăn về nhà ở, có con tham gia lực lượng dân quân thường trực của địa phương. Căn nhà được xây dựng có diện tích 48 m², tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc vận động công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ Minh Tuấn tài trợ. Nhà nghĩa tình quân dân là mô hình dân vận thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của quân đội đối với những hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân. 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm cả nước triển khai giãn cách xã hội, ngụ tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, vừa được nhận quà hỗ trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với Hội Phụ nữ phường tổ chức. Mỗi phần quà hỗ trợ trị giá 300.000 đồng gồm gạo và các loại nhu yếu phẩm. Toàn bộ số quà trên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa và Hội Phụ nữ phường vận động các mạnh thường quân tài trợ. Những phần quà tuy nhỏ nhưng phần nào giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm nghỉ việc ở nhà để phòng chống dịch COVID-19. Còn tại huyện Đất Đỏ, 430 người bán vé số dạo đang sinh sống trên địa bàn huyện cũng vừa đón nhận những suất quà hỗ trợ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại nhà để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Chương trình do huyện đoàn Đất Đỏ vận động kinh phí từ hội doanh nhân trẻ tỉnh, các mạnh thường quân địa phương và đoàn viên thanh niên huyện tổ chức. Hơn 400 người bán vé số dạo đang sinh sống trên địa bàn huyện Đất Đỏ được nhận quà hỗ trợ để có hoàn cảnh khó khăn tàn tật. Quà được trao gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng kinh phí trao quà là hơn 65 triệu đồng do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Mạnh thường quân địa phương và Đoàn viên thanh niên huyện Đất Đỏ ủng hộ quyên góp. Bên cạnh những suất quà, huyện đoàn Đất Đỏ còn tổ chức chương trình bánh mì không đồng kéo dài đến hết ngày 17 tháng 4 tại thị trấn Phước Hải nhằm chia sẻ một phần khó khăn với những lao động tự do và người chịu nhiều ảnh hưởng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, để bảo vệ cho đội ngũ y bác sĩ trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ đã nghiên cứu và chế tạo tấm chắn ngăn giọt bắn nhằm hạn chế sự lây nhiễm virus COVID-19. Bằng vật liệu dễ tìm sẵn có, dễ làm, dễ sử dụng, các thành viên câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ đã chế tạo tấm chắn ngăn giọt bắn, giống như một tấm màn che mặt bằng nhựa trong suốt, mỏng nhẹ, che kín toàn bộ khuôn mặt các y bác sĩ khi làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân. Các tấm chắn này đơn giản, nhẹ, rất dễ sử dụng. Với giá vật tư là một tấm chắn chỉ khoảng 5.000 đồng một cái, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Trung tâm Y tế huyện đã làm hơn 200 cái để trang bị cho toàn bộ nhân viên ngành y tế huyện. Bản thân là một chủ nhiệm câu lạc bộ thầy thuốc cũng muốn góp một phần gì đó vào công tác phòng chống dịch, thì nên đã suy nghĩ và phát động cho toàn thể câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của huyện làm ra những cái nón này để giúp cho toàn thể đồng nghiệp an tâm trong quá trình công tác khám chữa bệnh và hoạt động hàng ngày. Thì khi mà phát động cái phong trào này thì toàn thể câu lạc bộ tất cả ai cũng đồng lòng và hưởng ứng rất là nhiệt tình. Cái tấm chắn này thì tụi em sẽ hạn chế được cái giọt bắn của những người tiếp xúc giữa cái người, nên là cảm giác của tụi em cảm giác là an tâm hơn rất là nhiều.
Việc tự chế mũ bảo hiểm y tế ngăn giọt bắn vừa giúp tiết kiệm chi phí cho trung tâm y tế huyện, vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cùng với mũ kính chắn giọt bắn và các tư trang khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn và máy đo thân nhiệt sẽ giúp cán bộ, y bác sĩ, nhân viên trung tâm y tế huyện cũng như người nhà bệnh nhân bảo vệ bản thân trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và đã lây lan trong cộng đồng. Để đảm bảo chi trả trợ cấp và giải quyết chế độ an sinh xã hội kịp thời cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, huyện Đất Đỏ đã gộp 2 tháng là tháng 4 và tháng 5 để chi trả một lần, đồng thời đảm bảo việc chi trả diễn ra trật tự an toàn, theo đúng quy định cách ly của Chính phủ. Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận từ người dân. Huyện Đất Đỏ có hơn 2.000 đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp hàng tháng theo hình thức chi trả tiền mặt qua hệ thống bưu điện huyện và bưu điện văn hóa xã thị trấn. Để đảm bảo chi trả trợ cấp đầy đủ, kịp thời và không tập trung đông người, theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các điểm chi trả của bưu điện đều đảm bảo yêu cầu về vệ sinh dịch tễ, được trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Lịch chi trả, phương thức chi trả cụ thể tại các xã thị trấn được niêm yết công khai và ở nơi dễ nhìn. Trong quá trình chi trả, nhân viên bưu điện và người thụ hưởng đều áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và không tập trung đông người. Tôi ở đây thì tôi lại bữa nay là bưu điện là tắm tay để tôi lãnh cái tiền trợ cấp của ông chồng, mà lại bưu điện đây thì bưu điện cũng nhà nước cũng lo đâu đó đàng hoàng rồi ngầu riêng không có chân ngầu chung là sợ lây bệnh đau thì cũng cho rửa tay bằng nước này nước kia đặng mà ngừa bệnh. Để thực hiện công tác chi trả bảo trợ xã hội kịp thời và yêu cầu an toàn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Bưu điện đã thực hiện chi trả gộp một lần tháng 4 tháng 5 2020 và thực hiện chi trả được kéo dài thời gian. Đơn vị đã xây dựng phương án chi trả, phân luồng địa bàn chi trả theo cấp khu phố và tránh việc tập trung đông người. Bên cạnh đó thì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm chi trả. Theo thống kê, huyện Đất Đỏ có 570 người hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người có công, trong đó thị trấn Phước Hải có 120 người. Chi trả trợ cấp trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thị trấn đã tổ chức chi trả chế độ cho các đối tượng tại trụ sở các khu phố, đảm bảo nhanh gọn, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người. Đúng rồi, bữa nay là tới đây nhận tiền ở đây, thấy là cái như tốt được cái vấn đề chống dịch bệnh, và đồng thời là cái như nhà nước cũng lo về vấn đề chống dịch bệnh được là tốt. Mới đầu tôi đến đây thì cán bộ cũng cho rửa tay, rồi đo thân nhiệt, như vậy rất là tốt, rất là kỹ lưỡng. Tôi đồng ý. Tại mỗi địa điểm khu phố thì chúng tôi đều bố trí cán bộ chia trực tiếp chi trả, cũng như là cán bộ hỗ trợ hướng dẫn bà con về cách ngồi giãn cách 2 mét, rồi bố trí cái dụng cụ rửa tay, rồi khẩu trang, rồi dụng cụ đo thân nhiệt. Để làm sao thì đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Kịp thời chi tiền cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội để trang trải chi phí trong gia đình, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ đã chỉ đạo bưu điện huyện và các xã thị trấn chi trả trợ cấp một lần đối với cả 2 tháng, tháng 4 và tháng 5. Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện có nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc thực hiện chi trả diễn ra kịp thời, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thụ hưởng, đặc biệt là đối với người cao tuổi, đối tượng có sức đề kháng yếu trước dịch bệnh. Nhằm đảm bảo cái an sinh xã hội và cũng thực hiện tốt cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi hướng dẫn Ủy ban nhân các xã thị trấn và bưu điện phải giãn thời gian ra. Ví dụ như hôm nay là ở xã Phước Hội là chi cho ấp Phước Lộc là 16 đối tượng, thì chúng tôi chi một buổi sáng và giãn thời gian ra, khi bà con đến là có đo thân nhiệt, rồi yêu cầu bà con phải đeo khẩu trang và có nước sát khuẩn, sau đó vào hàng ngồi hàng ghế rồi mỗi người cách giãn ra 2 mét theo cái chỉ thị 16 để tránh cái phòng tránh dịch COVID-19. Tổ chức chi trả tiền cho các đối tượng được hưởng các chế độ trợ cấp của nhà nước theo phương châm kịp thời nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Huyện Đất Đỏ đang thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ.
Huyện Châu Đức sẽ là điểm đến tiếp theo. Thưa quý vị, phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại đã và đang tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân. Chăn nuôi càng phát triển thì vấn đề ô nhiễm môi trường càng trở nên cần thiết và cấp bách. Và xử lý tốt môi trường sẽ càng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chăn nuôi. Và trang trại mà chúng tôi mời quý vị đến thăm ngay sau đây là một trong những trang trại đầu tiên tạo dựng mô hình này ở huyện Châu Đức. Đầu năm 2013, gia đình anh Phạm Đức Thắng lập trang trại nuôi heo tại thôn 3 xã Suối Rau, huyện Châu Đức với diện tích hơn 7 hectare. Trong khi đa số nông dân địa phương chọn nuôi heo theo phương thức truyền thống, thì anh lại mạnh dạn vay ngân hàng nhiều tỷ đồng để nuôi heo bằng chuồng lạnh. Sau khi xây trang trại, anh Thắng ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn GJ Vina Agri của Hàn Quốc để nuôi heo thịt và heo nái hậu bị theo hướng gia công. Dù đã có ít nhiều kinh nghiệm, nhưng để nắm vững kỹ thuật nuôi heo bằng hệ thống chuồng lạnh, anh đã cất công bỏ ra 3 tháng trời để tham gia các lớp tập huấn và chuyển giao công nghệ do công ty tổ chức. Sau tập huấn, anh Thắng xây 3 trại nuôi heo và nuôi khoảng 3.000 con. Các trại nuôi đều được xây kín với hệ thống máy lạnh, quạt hút gió, máy ăn tự động, hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ không khí bên trong. Thấy chăn nuôi heo mô hình này hiệu quả, đến năm 2015, anh mở rộng thêm 2 trại nữa, nâng quy mô trang trại lên 5.000 con với tổng chi phí đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, anh Thắng xuất chuồng gần 10.000 heo thịt và heo nái hậu bị, được công ty CJ Vina Agri bao tiêu sản phẩm, đem lại thu nhập gần 3 tỷ đồng. Khi mà mình đầu tư dàn lạnh thì cái chi phí nó sẽ tốn kém hơn là mình đầu tư dàn nóng. Nhưng bù lại thì mình làm một cái không gian khép kín lên cái rất là ít bị dịch bệnh, rồi con heo thì sẽ khỏe mạnh hơn và tăng trọng cao hơn. Và nó cũng ít ảnh hưởng cái môi trường xung quanh. Áp dụng hệ thống tự động trong chăn nuôi, trang trại của anh Thắng không tốn nhiều người chăm sóc. Mỗi trại heo chỉ cần 2 nhân công để theo dõi tình hình phát triển của heo, cũng như làm vệ sinh chuồng trại. Ngoài ra, mô hình nuôi heo bằng chuồng lạnh còn giúp trang trại của anh đảm bảo vệ sinh môi trường, gần như không có mùi hôi. Để xử lý hàng chục tấn chất thải mà đàn heo thải ra mỗi tháng, trang trại đã xây dựng hầm biogas lớn có sức chứa gần 10.000 mét khối, đồng thời sử dụng máy ép tách phân heo ra khỏi nước thải. Sử dụng biogas thì cái lượng phân nó thải ra quá nhiều, mà cái thời gian xử lý thì nó lại lâu, mà cái phân tái sử dụng của mình thì không có, nên nó rất là uổng phí cái nguồn phân đó. Thì sau khi tham khảo thì trại nó biết tới sử dụng máy ép phân để mình ép lại cái lượng phân, lấy cái phân khô để tái sử dụng và có đạt được cái hiệu quả kinh tế lại cho mình nữa. Trang trại mà sử dụng cái máy ép phân này nè, nó mang lại hiệu quả kinh tế là không gây ô nhiễm môi trường. Trong tháng 4, tháng 5 này, chúng tôi sẽ thành lập một cái hợp tác xã sản xuất xuân hữu cơ vi sinh. Dù nguồn vốn đầu tư ban đầu cao hơn, nhưng về lâu dài, mô hình nuôi heo bằng hệ thống chuồng lạnh của anh Phạm Đức Thắng giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh, khỏe mạnh. Qua đó, mang lại lợi nhuận cao hơn, nhưng vẫn bảo đảm vệ sinh môi trường. Mô hình chăn nuôi này rất cần được giới thiệu cho bà con nông dân tìm hiểu, nghiên cứu, qua đó nhân rộng trong thời gian tới. Thưa quý vị, khoảng 6 giờ sáng nay ngày 9 tháng 4, tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ xảy ra cháy lớn tại kho hàng của công ty cổ phần Thành Chí. Vào khoảng 6 giờ sáng, hai bảo vệ trực tại kho hàng của công ty cổ phần Thành Chí phát hiện bên trong kho có khói nên đã gọi đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn số 3 đứng chân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đến chữa cháy. Xác định đây là vụ cháy lớn, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 lập tức điều người và phương tiện đến hiện trường. Đồng thời gọi điện huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy cơ sở của các công ty xí nghiệp trên địa bàn đến ứng cứu và xin chi viện của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng hơn 20 xe chữa cháy và 30 xe bồn chở nước của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy của Tổng công ty Phát điện 3, nhà máy Đạm Phú Mỹ, công ty Idico đã có mặt tại hiện trường. Do kho xưởng rộng khoảng 10.000 m2 được xây dựng kiên cố nên lực lượng chữa cháy phải huy động các xe cẩu, xe xúc đến phá dỡ tường rào để lực lượng chữa cháy tiếp cận, chữa cháy, không để cháy lan sang các kho hàng lân cận. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.